động cơ cảm ứng một pha. Động cơ cảm ứng một pha có một stator. Trong bó thép tấm của stator có hai cuộn dây pha. Rotor được chế tạo dưới dạng lồng sóc. Pha chính thường được gọi là cuộn chính, được bố trí nằm trong 2/3 phần rãnh của stator. Hai đầu của cuộn này được ký hiệu là U1, U2. Cuộn phụ, hay còn gọi là pha phụ, Z1, Z2 nằm ở 1/3 còn lại của những rãnh stator và lệch 90 độ so với cuộn chính như hình minh họa. Điều kiện để phát sinh một từ trường quay trên stator là sự lệch pha về thời gian của dòng điện trong cuộn phụ so với dòng điện trong cuộn chính như hình bên. Từ trường xoay chiều xuất hiện trong cuộn dây chính và cuộn dây phụ nằm lệch một góc 90 độ với nhau cả về không gian và thời gian, và từ đó tạo ra một từ trường quay như hình bên. Từ trường quay này làm động cơ tự khởi động. Nhờ vậy, động cơ cảm ứng một pha có thể tự khởi động. Vận tốc quay của trường quay, giống như ở động cơ 3 pha, phụ thuộc vào số cực và tần số của mạng điện. Hình minh họa sau cho ta thấy sự hình thành của từ trường quay tại thời điểm T1 và T2 của những dòng điện trong các cuộn dây được trình bày theo hình minh họa sau. Sự lệch pha của dòng điện trong cuộn chính so với dòng của cuộn phụ được hình thành từ tác dụng của một tụ điện, một điện trở thực hoặc một điện cảm cao của cuộn phụ trợ. Từ trường được tạo ra có dạng bầu dục như hình bên. Nếu một tụ điện, một điện trở hoặc một cuộn từ cảm được nối với cuộn dây phụ của động cơ cảm ứng một pha sẽ tạo nên một từ trường quay. Động cơ cảm ứng một pha với từ cảm thường rất ít được sử dụng vì mô men khởi động của nó nhỏ.